Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với taodan.vn. Thì sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đặt hàng cái gói Premium Unlock TY and Green iPhone All Model đang rất là hot ở trên taodan hiện nay ha. Thì trước khi tiến hành mà đặt hàng á, các bạn cần phải đọc kỹ cho mình cái điều khoản và điều kiện mà taodan đã đưa ra ở đây. Đầu tiên là các bạn sẽ phải check xem chính xác là iPhone của các bạn có đúng là đang lock nhà mạng TY hoặc Green hay không. Vì đây là cái gói unlock dành riêng cho nhà mạng T-Mobile và Green. Nếu các bạn nếu iPhone của bạn đang lock nhà mạng khác thì vui lòng không đặt cái gói này. Sau khi các bạn check xong thì các bạn sẽ sử dụng cái dịch vụ là check eligible để xác định xem là iPhone của các bạn có đủ điều kiện để sử dụng cái gói unlock này hay không. Đây là cái điều kiện bắt buộc mà các bạn phải làm ha. Đây là cái dịch vụ unlock có hoàn tiền khi các bạn unlock không thành công. Thì bên cạnh đó cũng có các trường hợp mà taodan sẽ không hoàn tiền cho các bạn. Nên các bạn cần phải đọc kỹ các cái trường hợp này. Đầu tiên là email không đủ điều kiện, nghĩa là khi các bạn chất ở cái gói chất eligible này nè mà kết quả trả về là không đủ điều kiện nhưng các bạn vẫn cố đặt vào á thì server sẽ không hoàn tiền cho các bạn ha. Tiếp theo là các email chưa chất cái gói eligible TY and Green này nè, thì như mình đã nói từ ban đầu rồi, đây là cái điều kiện bắt buộc phải làm ha. Tiếp theo là các email sai nhà mạng, thì tất nhiên rồi, đây là cái gói unlock dành riêng cho nhà mạng TY and Green mà các bạn thuộc cái nhà mạng khác á, mà các bạn vẫn đặt vào á, thì server sẽ không hoàn tiền cho các bạn. Tiếp theo là cái email unlock kịt, nghĩa là cái email của các bạn đã được unlock hoặc là máy của các bạn là máy quốc tế nhưng các bạn không kiểm tra trước á, nhưng mà các bạn vẫn đặt hàng ở đây thì server cũng sẽ không hoàn tiền cho các bạn ha. Rồi cuối cùng là cái email đang xử lý, nghĩa là cái email của các bạn đang đặt hàng ở một cái dịch vụ khác nhưng mà chưa hoàn thành nhưng các bạn vẫn đặt hàng ở đây thì email sẽ bị chồng lên nhau, thì lúc này server cũng sẽ không hoàn tiền cho các bạn. Thì khi các bạn đã đọc xong và đồng ý với các điều khoản điều kiện của taodan á thì các bạn sẽ đặt hàng theo các bước sau đây. Đầu tiên là các bạn sẽ check email để biết chính xác xem là iPhone của bạn đang lock nhà mạng nào. Các bạn sẽ nhập cái số email của iPhone các bạn vào đây và bấm đồng ý đặt hàng. Sau khi đặt hàng xong á, các bạn sẽ vào cái mục đơn hàng để kiểm tra kết quả ha. Và nếu kết quả trả về đúng là đang lock nhà mạng Green mà TY thì các bạn sẽ làm theo các bước phía sau. Và nếu như là không đúng cái nhà mạng TY Green thì các bạn vui lòng sử dụng cái dịch vụ khác ha. Thì sau khi các bạn đã check email xong á thì các bạn sẽ tiếp tục sử dụng dịch vụ là 004 check eligible TY này để check xem là cái iPhone của các bạn có đủ điều kiện để đặt cái gói unlock này hay không. Các bạn tiếp tục nhập email vào cái ô này và bấm đặt hàng ha. Rồi sau khi đặt hàng xong các bạn tiếp tục vào trong phần đơn hàng để kiểm tra kết quả. Và nếu kết quả trả về là không đủ điều kiện ấy, thì xin chia buồn với các bạn là các bạn không thể sử dụng cái gói Premium T-Mobile này được. Và nếu kết quả trả về là đủ điều kiện unlock ấy, thì xin chúc mừng các bạn có thể sử dụng cái gói unlock Premium này. Và cuối cùng là các bạn chọn cái dịch vụ Premium Unlock TY and Green này để tiến hành unlock iPhone của các bạn. Sau khi email của các bạn đã thỏa tất cả các điều kiện bắt buộc này của taodan á thì các bạn chỉ việc nhập email vào đây, tiến hành đặt hàng và chờ kết quả. Nếu kết quả trả về là unlock thành công á thì xin chúc mừng các bạn, iPhone của bạn đã thành máy quốc tế. Lúc này cho mình xin một review ở trên group của mình nha. Để tham khảo thêm cũng như để biết thêm các dịch vụ unlock và khuyến mãi của taodan á thì các bạn có thể tham gia vào cái cộng đồng iPhone Lock Việt Nam Thích Reset này ở trên phở bò của tụi mình ha. Đây là cái cộng đồng anh em sử dụng iPhone Lock có đông thành viên nhất hiện nay. Như vậy là mình đã hướng dẫn xong các bạn cách đặt cái gói Premium Unlock này. Các bạn nhớ vui lòng xem kỹ cái video này của mình trước khi đặt hàng vì cái lượng email đặt hàng hiện tại đang rất là nhiều. Cuối cùng thì chúc các bạn may mắn. Xin chào và tạm biệt các bạn.